Với danh xưng là thành phố đang sống thứ hai trên thế giới, Úc có cả một tập hợp những điều tuyệt vời đến từ lối sống, chế độ phúc lợi xã hội và các công trình kiến trúc. Nếu bạn chỉ biết đến nước Úc là xứ sở của kangaroo, thì 18 điều thú vị về nước Úc dưới đây sẽ làm cho bạn có một cái nhìn khác đấy nha. Hãy cùng blog du lịch Vivu đến nước Úc thôi nào! Một, số lượng bãi biển khủng khiếp. Úc có hơn 10.000 bãi biển, vì vậy nếu mỗi ngày bạn dự định đi thăm thú một bãi biển tại nước Úc thì ước tính bạn sẽ phải dành ra 27 năm chơi để tận hưởng thiên đường bãi biển này. Đây quả là cuộc sống lý tưởng cho những ai có đam mê trải nghiệm, phải không nào? Thứ hai, hệ sinh thái phong phú nhất trên thế giới. Hệ sinh thái của lục địa đảo này thật sự rất là phong phú, gấp bội phần nhiều quốc gia trên thế giới, với hơn 1.500 loài nhện khác nhau, hơn 6.000 loài ruồi, 4.000 loài kiến và 350 loài mối. Ngoài ra, Úc còn sở hữu hàng loạt những loài động vật kỳ lạ bậc nhất trên thế giới. Ví dụ như thằn lằn dài hơn 1,8 mét, hơn cả một con cá sấu trưởng thành. 3. Thủ đô nước Úc không phải Melbourne. Nhiều người sẽ lầm tưởng Melbourne sôi động hay Sydney náo nhiệt chính là thủ đô của nước Úc. Mà ít ai biết được rằng Canberra xinh đẹp, thanh bình mới chính là thủ phủ của xứ kangaroo. Canberra là thành phố duy nhất của nước Úc nằm sâu trong nội địa, với dân số chỉ khoảng 380.000 người. Canberra cũng được đánh giá là một trong những thủ đô được quy hoạch khoa học nhất trên thế giới. 4. Địa điểm du lịch Úc nổi tiếng nhất. Nhà hát Opera là một địa điểm du lịch chính tại Úc và cũng là một trong những tòa nhà đẹp nhất của thế kỷ thứ 10. Nhà hát hoàn thành vào năm 1960 với chất lượng âm thanh tuyệt vời. Nó có khoảng 1.000 phòng và có thể chứa tổng cộng tất cả 5.000 người cùng một lúc. Mái của nhà hát này nặng tới hơn 161.000 tấn, xứng đáng là kỳ quan của vương quốc kangaroo. 5. Thành phố văn hóa thế giới. Melbourne là thành phố được tổ chức UNESCO công nhận là thành phố văn hóa thế giới. Đây là một trong những trung tâm nổi tiếng nhất của Australia về thời trang, thể thao và văn hóa. Một thành phố đi bộ đúng nghĩa, những nghệ sĩ ven đường, vỉa hè thanh thang, không bao giờ có cảnh chiếm dụng. 6. Trang trại gia súc lớn nhất thế giới. Úc sở hữu trang trại chăn nuôi gia súc lớn nhất trên thế giới, Anna Creek Station ở phía nam. Diện tích của trang trại này bằng tổng diện tích của nước Bỉ, khoảng 24.000 km², thậm chí còn to hơn cả diện tích của nước Iceland, nước này có diện tích là 20.800 km². 7. Tòa tháp cao nhất ở Úc. Cầu cảng Sydney là cây cầu vòm bằng thép lớn nhất thế giới, có nhịp cầu dài rộng nhất và tháp Sydney là tòa tháp cao nhất Nam Bán Cầu. Cây cầu này có hơn 6 triệu chiếc đinh tán được đóng bằng tay và mỗi lần sơn lại tốn 7.925 ga lông, tương đương 30.000 lít sơn. Sau khi xây xong, cầu có tổng chiều dài kéo dài hai đầu tiếp cận là 1.149 m và vòng cầu có chiều dài là 503 m. Phía trên cùng của vòm cao 134 m trên mực nước biển và chiều rộng của cây cầu này cho việc vận chuyển là rộng 49 m. 8. Văn hóa thổ dân. Úc rất nổi tiếng với văn hóa dân gian thổ dân. Đây chính là thành tố quan trọng cấu thành nét văn hóa đặc sắc, là một phức hợp giá trị của văn học, lịch sử, ngôn ngữ, tôn giáo, đạo đức của dân tộc Australia. Bạn có thể đến vào dịp lễ Gama được diễn ra ở Gukula, vùng đất Ninidizaka. Lễ hội văn hóa Torres Strait được tổ chức hàng năm tại đảo thứ 5. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những nền văn hóa thú vị này nhé. 9. Top 10 quốc gia diện tích lớn nhất trên thế giới. Là lục địa của ít người sinh sống nhất trên thế giới, lại là một mình một cõi chiếm cả lục địa to lớn, nước Úc là quốc gia lớn thứ 6 trên thế giới. Chiều rộng của Úc ngang ngửa với khoảng cách từ thủ đô London của nước Anh chạy một mạch đến thủ đô Moscow của nước Nga. 10. Vì sao kangaroo là biểu tượng? Tại sao chuột túi được chọn làm biểu tượng của nước Úc? Không phải vì đây là loài đặc trưng của Úc, mà bởi vì đó là loài động vật không biết đi lui, chúng mang ý nghĩa luôn tiến về phía trước. Với tầm nhìn đó, Úc trong suốt thập kỷ qua thật sự cũng chưa bao giờ đi lui. 11. Hồ nước màu hồng. Một trong những điều thú vị về nước Úc là hồ nước Hillier có màu hồng rất là đẹp mắt. Đây là do sự hiện diện của loại tảo Luna lila salina và sự tập trung số lượng lớn của tôm muối. Với nước hồ đậm màu đến mức, nếu múc một cốc nước thì nước trong cốc vẫn có màu hồng và có độ mặn còn hơn biển chết, có thể thu hoạch muối từ bờ hồ. Ở Úc có khá nhiều cái nhất và một trong số đó là đường cao tốc dài nhất thế giới, lên đến 1.466 km. Còn là con số quá là ấn tượng,
cho thấy sự phát triển nhanh về cơ sở hạ tầng của đất nước này. 13. Phân bố dân cư là hình tròn khuyết. Có thể coi độ dài rác dân cư của Úc là hình tròn khuyết bởi người dân chỉ sống trong khu vực không quá 50 km tính từ bờ biển vào mà thôi. Cả diện tích phía bên trong của đất nước này là sa mạc chẳng ai dám ở. 14. Nơi sinh sống của nhiều loài dị thú. Trước khi có sự xuất hiện của con người, Úc đã từng là mái nhà cho các thể loại dị thú như chuột túi cao 3m, kỳ đà dài 7m và cả những con vịt to bằng ngựa. 15. Nhà hát Sydney. Nếu tất cả những mái buồm trên nhà hát Sydney được ghép lại, kết quả đạt được sẽ là một hình cầu tuyệt đối không hở lỗ nào. Kỳ đà biết được rằng tòa kiến trúc độc đáo này được truyền cảm hứng khi kiến trúc sư đang ăn một quả cam. 16. Gián được yêu quý. Lời khuyên thật lòng cho ai sợ gián là đừng đến thành phố Brisbane vào dịp 26 tháng 1. Bởi đây được biết đến là ngày diễn ra cuộc thi đua gián toàn quốc Úc. Sự kiện này được tổ chức lần đầu vào năm 1982 và cái tên là Shop Cookie. 17. Linh vật của nước Úc. Đặc sản của Úc ngoài chuột túi còn có koala, đối trọng của gấu trúc Trung Quốc. Và chim cầm điểu còn có tên gọi khác là chim đàn lia. Loài chim này có khả năng hót đến 20 giọng. 18. Quốc gia đa văn hóa nhất. Úc là một trong những quốc gia đa văn hóa nhất trên thế giới. Khoảng 20% người dân sinh sống ở Úc đã được sinh ra ở nước ngoài và 40% dân số là sự kết hợp của các chủng tộc khác nhau. Có khoảng 225 ngôn ngữ được nói ở Úc. Bạn biết được bao nhiêu sự thật thú vị về nước Úc này rồi? Bạn ấn tượng với sự thật nào nhất? Hãy cho blog du lịch được biết với nha! Các bạn thấy video hôm nay của blog du lịch như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nhận của mình nha! Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm đi du lịch. Chúc các bạn sẽ có được những chuyến đi thật nhiều niềm vui và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.